Ngọc Anh chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Hồng Vân rụng rời tay chân, Thoại Mỹ và cả showbiz bủn rủn nhận tin đồng nghiệp qua đời vì Covid-19. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lưu Hoàng Gia Bảo, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng giới showbiz đang vô cùng bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì nhiễm Covid-19. Ngày 25 tháng 7, giới giải trí bàng hoàng nhận tin nghệ sĩ Kim Phượng đã ra đi ở tuổi 66 sau thời gian chống chọi với Covid-19. Theo thông tin nhận được từ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, Kim Phượng được đưa vào viện điều dưỡng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 24 tháng 7 sau nhiều ngày bị sốt nhẹ, ho và khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị nhiễm Covid-19 và lập tức được lắp máy trợ thở. Tuy nhiên đến sáng 25 tháng 7, tình hình xấu đi, sức khỏe của Kim Phượng nguy kịch vì nhiều bệnh nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Đến 12 giờ 50 phút thì bà qua đời. Biết tin, Lưu Hoàng Gia Bảo đau xót chia sẻ trên trang cá nhân. Đời quá vô thường, nữ nghệ sĩ Kim Phượng, em ruột nghệ sĩ Bạch Mai vừa qua đời sáng nay, thành thật chia buồn, vô cùng đau xót. Nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Tú Xương, ca sĩ Lê Như, nghệ sĩ Mỹ Chi sửng sốt khi hay tin đàn chị qua đời. Ai nấy đều lần lượt gửi lời chia buồn, đưa tiễn nghệ sĩ Kim Phượng. Nghệ sĩ Minh Nhí xót xa chia sẻ trên trang cá nhân. Vĩnh biệt chị của em, cầu mong chị về trời. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì tâm sự. Vô thường quá mẹ Chín ơi, thương lắm mẹ ra đi lúc này. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Cát Phượng, Hiền Mai vô cùng đau đớn khi biết được tin dữ. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều khả năng tang lễ của bà sẽ không được tổ chức chu tất, bạn bè lẫn anh chị em đồng nghiệp khó có thể đến dự. Nghệ sĩ Kim Phượng là tên tuổi lớn của làng cải lương tuồng cổ Việt Nam. Sinh thời bà từng học diễn xuất từ những nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ nhân dân Năm Đồ, nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi. Trên sân khấu Kim Phượng ghi dấu ấn nhờ nhiều vai diễn duyên dáng. Không chỉ diễn xuất tốt, nghệ sĩ Kim Phượng còn có tài chế tác phục trang. Bà chính là chuyên gia cung cấp phục trang đạo cụ cho các đoàn hát, hãng phim, video cải lương. Trong mắt đồng nghiệp, Kim Phượng luôn rất gần gũi, nhiệt huyết với nghề. Nhận xét về bà, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu từng nói, điều đáng quý ở nghệ sĩ Kim Phượng chính là nhiệt tình, luôn tìm tòi cái mới để chế tác những bộ trang phục đẹp. Bà là người nghệ sĩ âm thầm đứng sau ánh hào quang của giới nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!